chiếc xe tiền ít thiệt nhiều đấy các bác ơi. Ngang với lại một chiếc xe máy đẻo luôn các bác ạ. Thế mà các bác mua được chiếc xe ô tô đẹp đi. Vâng, so sánh thế thì nó cũng hơi khập khiễng đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì đúng nó chỉ bằng một chiếc xe máy bình thường thôi. Đấy các bác nhá. Các bác xem nội thất bên trong của chiếc xe này. Tí em sẽ nói giá cho các bác mình biết luôn. Vâng, đây, nội thất sạch sẽ. Táp lô táp ni của chiếc xe được thiết kế bằng chất liệu da xịn các bác nhá. Đây các bác nhìn này, vẫn còn rất là căng đẹp này. Đấy. Còn đây là hệ thống đầu đài và hệ thống điều hòa của chiếc xe. Đấy, cửa gió của xe không gãy vỡ gì cả. Vô lăng đẹp này các bác này, vô lăng đẹp nhá. Đấy, chiếc xe chỉ có vài chục triệu thôi mà nó đã được ok như này rồi các bác này. Đấy, phần táp ni cánh cửa đây các bác nhìn. 5 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy, 4 kính điện. 4 kính điện liền. La giăng đúc nguyên bản theo xe và có cả gương điện. Đấy. Có cả cam hành trình các bác nhá. Cam hành trình được thiết kế lắp đặt ở cái phần để trên táp nô kia kìa. Các bác nhá. Ở bên em thì kinh doanh các dòng xe, thậm chí là những cái dòng xe nhiều tiền cũng kinh doanh, và có cả những cái dòng xe vài chục triệu như con này. Các bác nhá, biển khá đẹp này, biển 37A11313 khá đẹp đúng không ạ? Đấy, form dáng đẹp, đèn trước sau sáng đẹp đây. Các bác có thể nhìn thấy qua cái hình ảnh, qua cái video của bên em. Nội thất sạch sẽ gọn gàng, máy số cực ngon. Bên em đã kiểm tra máy số gầm bệ rồi nhá. Và những vấn đề khác của chiếc xe, điều hòa mát, đăng kiểm còn. Lốp nắp của xe vẫn còn rất là dày đây các xe này. Lốp của xe rất là dày nhá. La răng của xe thì cũng đã được sơn màu đen. Đây các bác nhìn này. Đấy, la răng xịn nguyên bản của chiếc xe đấy ạ. Và những phần táp ni của nó đây các bác xem này. Rất ok luôn đúng không ạ? Rất rộng rãi. Đấy, chiếc xe chạy rất là êm ái các bác nhá. Mẫu xe đến từ đất nước Hàn Quốc mang tên là Daewoo Luiza. Con này máy 1.6 các bác ạ. Tiết kiệm nhiên liệu thôi, tầm khoảng 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Máy phun xăng điện tử. Đấy, đời 2003 các bác nhá, 2003. Và đối với cái dòng xe vài chục triệu thì bên em cũng còn vài chiếc xe nữa. Đấy, mới về thêm một chiếc xe La Lốt màu đỏ nữa các bác nhá. Và một số những dòng xe nữa như là Lipan, như là Mazda 323, Mazda 626, rồi dòng xe Nissan Bluebird này. Đấy. À, vâng, với lại mấy cái dòng xe có trị giá là dưới 100 triệu nữa, khá là nhiều. Đây các bác có thể nhìn thấy về cái hình thức bên ngoài của chiếc xe như nào rồi đúng không ạ? Phong dáng của xe khá đẹp. Các bác mình có xe máy mang đến đây, em đổi cho, em đổi cho nhá. Đấy. Thường thường thì cái dòng xe này bên em vẫn bán tầm khoảng loanh quanh 6 đến 70 triệu các bác ạ. Đấy, các bác thấy không ạ? Giá cũng rất là vừa phải cho các bác mình mua về sử dụng thay một chiếc xe máy hiện tại đang dùng đúng không ạ? Chở được nhiều người như vậy luôn. Thế mà giá chỉ có như vậy thôi nhá. Ước mơ ô tô của bác bây giờ bắt đầu từ đây đúng không ạ? Nhiều bác thì mua mới làm được cái bằng. Đấy. Muốn mua một chiếc xe về tập lái tập chạy một thời gian, sau đó thì mới chuyển sang những chiếc xe đời cao. Thì những chiếc xe này các bác mình mua về tập lái tập chạy là ok lắm đấy này các bác này. Con này thì thường thường người ta hay cho trường lái người ta dạy lái đây. Thường thường như vậy. Nhưng mà con này của em nó là xe gia đình nhá, không dạy lái và không dịch vụ nha các bác. Đấy, xe ok, sạch sẽ gọn gàng. Các bác cứ nhìn qua video hình ảnh của em thì các bác thấy chiếc xe này nó sạch đẹp như nào. Bên em thì ở đây các bác nhìn này, nhiều xe lắm. Thậm chí có những chiếc xe đời rất là cao. Mới về con này đời 220 luôn các bác nhá. Đấy, cả ngoài đường, cả trên dưới lòng đường này. Đấy, rồi bên trong nữa. Đấy, siêu thị ô tô Hải Dương. Có địa chỉ ở tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương nhá. Đấy, số điện thoại của bên em đây, hai số này. Và một số nữa là số 0335 838389. Và số điện thoại hotline cho bác mình liên hệ để tư vấn về chốt xe các bác nhá. Các bác đăng ký kênh đi, nhấn theo dõi nữa để xem thêm và đồng hành với bên em trong những thời gian tiếp theo các bác nhá. Ok. Không làm mất nhiều thời gian của các bác nữa, em sẽ quay giới thiệu các bác mình xem chi tiết về xe đây ạ. Các bác mình đón xem trong vòng hơn chục phút nhá. Đấy, góc cánh cửa của xe đây đã được dán xong này. Tuy ít tiền nhưng mà không tai nạn, không đâm đụng gì đâu các bác nhá. Đấy, những cái phần tắp lên cánh cửa đây các bác nhìn này. Đấy, da đấy ạ, nó bằng chất liệu da cao cấp đấy ạ. Đấy, chỗ này được sơn gỗ này các bác này. Đấy, sơn vân gỗ này. Đấy, nhìn đẹp mắt đúng không ạ? Chỗ này là có loa check này. Đấy. Vách cửa đây để xem. Sàn mộc da nó thật thảm, xài sàn trên rồi. Đấy, bốc chốt khóa sáng đẹp các bác xem. Đấy, bốc chốt khóa sáng đẹp nhá. Cột kèo đinh tán của xe là vẫn còn nhá, không mất đinh.
Đấy, bộ ghế da của xe thì hơi bẩn đi thôi nhưng mà vẫn còn đẹp, không bị rách. Bác nào mà không thích bộ ghế này về mình may 2 triệu là có một bộ ghế da mới tinh luôn. Và mình có thể là cho một bộ lót ghế khác vào cũng được. Một bộ lót ghế thì nó cũng chỉ mấy trăm nghìn thôi các bác nhá. Đấy, đồ nhựa, cái phần táp lô, táp ni của xe vẫn còn ok này các bác nhìn này. Đấy, phần táp lô xe, những đồ nhựa, cửa gió các thứ nó không gãy vỡ này, đúng không ạ? Đây là cái trang hành trình nhá. Mà khả năng là để em bỏ chiếc này đi, em tháo, em cho xe khác của em. Đấy, rút cái này ra, cái này ra hết cái bộ cam hành trình kia mà, đấy các bác nhá. Chỗ này được làm kiểu vân gỗ này, nó sang, đúng không ạ? Côn số lái nhẹ nhàng nhá. Chỗ này có 3 cái cổng điện ra 12V, còn đây là phanh tay này. Đấy, có khóa khiển này các bác nhá, có khóa khiển này. Đấy, đây là ghế này. Côn số lái nhẹ nhàng, chạy ok ngọt ngào. Âm thanh còn, điều hòa mát các bác nhá. Gầm sàn không bị là kiểu nó chỉ hơi đốm đốm thôi chứ còn thì không mục mọt các bác nhá. Đấy, gầm sàn đấy ạ. Qua loa thôi các bác ạ. Giấy tiền thì chung là được như chiếc này cũng là ok rồi đúng không ạ? Những chiếc xe ít tiền thì em phải nhập những chiếc xe là ok các bác nhá. Không nhập xe lát, không chơi xe lát các bác nhá. Đây, các bác xem ạ. Đấy, dòng cột kéo ok này, trần của xe thì vẫn là trần nỉ nhá. Và đây là cái phần phía bên ngoài của chiếc xe này, có xem sơn xi đẹp, chân vỏ ok đúng không ạ? Lốp dày cả dàn nhá. Kính của xe bọc dán rồi. Lốp đây. Kính bọc dán xung quanh rồi. Đấy, cốp sau to rộng. Đây là mẫu xe sedan hai đầu mà đúng không ạ? Cốp sau to rộng nhá. Đấy, có cái cam ở phía sau này các bác này, đây là camera này. Biển này các bác cứ để, các bác cứ để cho em. Không cần sang tên làm gì, làm giấy mua bán, làm công chứng ủy quyền là đi được rồi, không cần phải sang tên nha các bác. Rồi tiếp tục sang bên đây để các bác mình cùng ngắm. Các bác ngắm nhá. Răng cửa xe còn ok đúng không ạ? Đắp đi cánh cửa này. Đẹp, chân kính của xe đẹp này. Chân ghế là không bị mục mọt này các bác này. Đấy, móc khóa sáng này. Cái gioăng này hơi sứt thì không tính làm gì cả, mấy trăm nghìn cái gioăng thôi đúng không ạ? Nhưng thực ra cái dòng này thì cứ đẹp là được, cứ chạy ngon là được, chứ còn thì hình thức một tí không quan trọng đúng không bác? Đấy, phía đằng sau trang bị thì có một đôi loa nhá. Nói chung là có một tí xấu không quan trọng đối với những chiếc xe có vài chục triệu đúng không bác? Các bác có xe thì đời cao mang lên đêm đổi cho nhá. Xe đời cao đổi đấy chiếc xe này cũng được, hoặc là các bác mình có chiếc xe nào ít tiền hơn mang ở đây em lại đổi cho tiếp. Xe nào cũng đổi nhá, xe máy cũng đổi luôn, đổi cả xe máy luôn các bác nhá. Đấy ạ, tất bên trong đây, bốn kính điện lên xuống ở mầm luôn, những con bù lông này vẫn còn chấm sơn luôn này, thế mới sợ chứ này. Ở chỗ này là mở cốp này, mở xăng này. Đấy, còn đây mở cabo ở trên đây nha các bác. Cái gioăng này là người ta lắp thêm nhá, mình bỏ đi cho nó đẹp các bác. Đây, cái này là người ta dính thêm vào đây thôi. Bình thường nó không có cái này đâu. Đây người ta lắp thêm thôi. Bác nào phải lắp thêm được mất có cái mấy chục nghìn ý mà. Rất đơn giản. Đấy, nội thất đây nhá. Ok, sạch sẽ gọn gàng này. Xe này sơn vân gỗ rồi, nhìn chiếc xe sang hơn bao nhiêu đúng không các bác nhỉ? Em quay xong phần bên ngoài rồi nhá. Bây giờ thì cái phần vỏ bên ngoài. Bên trong quay xong luôn, bây giờ đến vỏ bên ngoài. Các bác xem. Đây, vỏ viếc ok này, sơn xi đẹp này. Đấy, kính viếc đẹp này đúng không ạ? Lốp dày nhá. Lốp mà các bác mà đi mua đấy ạ, mất cả hơn chục triệu ngay một lốp các bác nhá. Lốp mà nó mòn đấy ạ, các bác mình bỏ ra phải hơn chục triệu mới có được cái giàn lốp. Con này các bác mình ok, đã có một bộ giàn lốp ok rồi đúng không ạ? Giàn lốp đẹp rồi, để đi thôi. Phong dáng của Luisa nhìn nó không bị cổ các bác nhỉ. Đấy, nó không bị cổ, nhìn nó form nó bầu bầu béo béo, nhìn đẹp mắt phết. Cái đèn này nhá các bác về mình đánh đi cho em hết 300.000 thôi, sáng quắc luôn. Đôi cặp đèn pha này đánh đi mất có mấy trăm nghìn thôi, sáng quắc luôn.
rất đơn giản nhá. Đấy, phần đầu xe, kính của xe là không bị vỡ viếc đâu nhá, nên còn soi cho các bác xem này, vỡ viếc gì đâu nhá. Bây giờ em quay gầm mời các bác xem gầm máy luôn. Đây lốp này các bác này, khe lốp của xe rất là dày đúng không ạ? Đây nha, gầm này các bác nhìn xem, gầm của xe rất đẹp nha, nó rất sáng luôn. Chả khác gì những chiếc xe đời cao vậy đúng không ạ? Chả khác gì những chiếc xe nhiều tiền đúng không ạ? Xe vài chục triệu ấy. Nhưng mà đôi khi nhiều người người ta đi người ta giữ gìn đấy ạ, thì nó vẫn còn rất đẹp các bác nhá. Sợ người ta đi, người ta đi vừa phá mới sợ đấy. Mà xe ô tô cũ các bác, thậm chí là những xe rồi tám mấy chín mấy người ta vẫn chạy mầm cả vì xe người ta giữ gìn đúng không ạ? Đây khoang máy động cơ đây các bác nhìn này, đấy động cơ nó đẹp như này cơ mà, đấy, lý cabo nó vẫn còn cơ mà. Đấy các bác xem, các bác nhìn đây, khoang máy đây nhá, máy 1.6 rồi, máy phun xăng điện tử. Đấy khoang máy đẹp đẽ sạch sẽ này, khô khan này, đổ êm chạy ngon, chạy bốc. Máy không lỗi các bác nhá, máy số không lỗi. Lỗi bên em chả mua đâu các bác ạ. Đây các bác nhìn cái gầm này. Đấy gầm đẹp như này cơ mà, đúng không? Sáng như này cơ mà. Vọt nước đi đâu, cho xem này, vô lốp thôi này. Đấy. Đẹp cả xe luôn các bác ạ. Vâng. Những cái cơ bản, những cái chính của xe thì chiếc xe này với tầm tiền với lại xem được như này thì chả chê được đâu được các bác ạ. Không chê được đâu được. Các bác quan tâm đến nó liên hệ cho bên em để xúc nó về sử dụng các bác nhá. Mang nó về dùng. Đấy, mang nó về để nó phục vụ các bác trong những thời gian tới. Đấy, mình đi tránh mưa, tránh nắng, tránh rét rồi đi cho nó an toàn. Đi những chiếc xe bốn bánh là không bị ngã đúng không các bác nhỉ? Vâng, có đổi xe nha các bác. Và các bác nhấn đăng ký kênh đi, nhấn theo dõi đi để xem thêm những video khác của bên em nhé. Rất là nhiều xe mà các bác xem ạ. Rồi, em đã quay xong, xin được tạm dừng và kết thúc video nó. Em quay trở lại sớm với các bác thôi. Các bác hãy nhớ của em trong những video tới nhá.